Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Diễn biến bất lợi cho Ukraine, Kiev có thể vỡ trận. Chiến sự dồn dập những diễn biến bất lợi cho quân đội Ukraine như một nồi hầm mới được Nga hình thành ở Kharkov. Selenov bị tấn công dữ dội và trận chiến Sivuk diễn biến quá nhanh khiến cho lực lượng Kiev bên bờ vực sụp đổ. Cụ thể, tại Kursk, quân đội Nga đã chiếm lại một số vị trí xung quanh Vesnoye và phía nam của Suchekurka. Về phía Sivuk, hoạt động của lực lượng Moscow đột ngột tăng mạnh với mũi thọc sâu thần tốc sau khi chiếm được Vnosnyansk. Họ cũng được cho là đã chiếm được núi trắng, điểm cao nhất của vùng Sivuk. Cú thọc sâu thần tốc này của Nga có thể khiến cho phòng tuyến Kiev vỡ trận toàn diện tại Sivuk. Tại Pokrovka, tình hình ngày càng trở nên nguy kịch hơn đối với hậu cần và chiến thuật của Ukraine. Quân đội Nga đang tiếp tục gây áp lực lên ngôi làng Vyshnev, có tầm quan trọng chiến lược, nơi có nhiều tuyến đường chạy qua. Kênh Redoka cũng xác nhận rằng quân đội Nga thừa thắng xông lên đột phá phòng tuyến của lực lượng Kiev ở Kharkov. Theo đó, lực lượng Moscow đã lợi dụng sự suy giảm nguồn lực của đối phương ở Donbass và hậu quả là quân đội Ukraine không có khả năng tổ chức phòng thủ lâu dài. Quân đội Nga đánh thốc từ mỏ mang tên Vasily Đại Đế. Động thái ngoạn mục này đặt lực lượng Kiev vào tình thế rất khó khăn. Tại quốc, giao tranh cục bộ tiếp diễn. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực của vùng quốc. Tại quận Glakovo, các trận chiến vẫn đang diễn ra ở khu vực định cư Vesnoye, nơi quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát của họ. Ở quận Korenevo, không có thay đổi nào. Các trận chiến theo vị trí vẫn đang diễn ra và các khu rừng xung quanh khu định cư thường xuyên bị máy bay Nga không kích. Tại Novoivazhnevka, các khẩu pháo M777 của Ukraine đã bị phá hủy bởi một cuộc tập kích bằng hỏa lực pháo binh. Việc quân đội Ukraine chuyển các khẩu pháo xe kéo đến lãnh thổ Nga có thể không phải do thiếu hụt pháo tự hành mà là cho thấy họ khá tự tin về việc kiểm soát Novoskanovka. Tại quận Suza, tình hình cũng không có gì thay đổi. Các trận chiến cục bộ vẫn tiếp diễn. Pháo binh và không quân Nga đang tập kích nhiều vị trí của quân đội Ukraine gần các khu định cư. Ngoài ra, có tin quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk bằng máy bay không người lái. Bên cạnh đó, việc Nga sử dụng UAV Orion để tấn công các mục tiêu của đối phương bằng vũ khí có điều khiển đã được ghi lại. Ukraine phủ nhận đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine trên mạng xã hội đã bác bỏ thông tin do các nhà tuyên truyền Nga lan truyền về một cuộc tấn công của Kiev vào nhà máy điện hạt nhân ở Kursk ở thành phố Kuchaskov, thuộc vùng Kursk của Liên bang Nga. Ông nói, chúng tôi dứt khoát phủ nhận khẳng định của truyền thông Nga về việc các cuộc tấn công của Kiev hoặc vào gần nhà máy điện hạt nhân Kursk. Theo ông, lực lượng Kiev không giống như quân đội Nga tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và không tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, tại vùng quốc của Nga, việc ra vào thành phố Kharkov, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân đã bị hạn chế. Các trạm kiểm soát đã được thiết lập trên các tuyến đường. Kharkov nằm gần quốc, cách lãnh thổ do lực lượng Kiev kiểm soát khoảng 40 km. Ukraine muốn được NATO bảo vệ như Israel. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO hỗ trợ Kiev bắn rơi tên lửa và UAV Nga giống như những gì các thành viên liên minh đã làm khi Iran tấn công Israel. Ông Zelensky phát biểu sau các cuộc tấn công tên lửa mới của Iran nhằm vào Israel, nhắc tới UAV mà Kiev và phương Tây cáo buộc Tehran cung cấp cho Nga. Việc chung tay đánh chặn tên lửa của Iran không khác gì việc chung tay đánh chặn tên lửa của Nga, đặc biệt là UAV Shahed, vốn là thứ kết nối Nga và Iran. Ông Rutter, tổng thư ký NATO, đã nói với ông Zelensky rằng
An ninh của các bạn là điều chúng tôi quan tâm. Ông cũng nhấn mạnh cam kết của NATO rằng Ukraine một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của liên minh. Tuy nhiên, ông Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây khẩn trương thực hiện hoạt động hỗ trợ quân sự tích cực mà một số nước đã dành cho Israel trong cuộc chiến với Iran, ám chỉ việc Mỹ và một số nước đã giúp cho Israel bắn rơi tên lửa Tehran. Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi đồng minh phương Tây để cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng vũ khí viện trợ. Nếu không có vũ khí tầm xa, chúng tôi không thể ngăn chặn Nga. Nước đang sử dụng những vũ khí đó chống lại chúng tôi, phá hủy mọi thứ. Cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga sẽ thúc đẩy khả năng phá vỡ chuỗi chỉ huy và hậu cần của Nga. Lo ngại về phản ứng của Nga, các đồng minh của Ukraine đã trì hoãn việc thực hiện động thái như vậy. Theo Kiev, ông Rutter tái khẳng định lập trường của NATO rằng Moscow không được phép quyết định quốc gia nào có thể hoặc không thể gia nhập liên minh. Các quan chức và nhà ngoại giao NATO kỳ vọng ông Rutter sẽ duy trì các ưu tiên của người tiền nhiệm nhằm tập hợp sự ủng hộ cho Kiev, thúc đẩy các nước NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng và giữ cho Mỹ tham gia và bảo vệ an ninh châu Âu. Trong khi đó, ông Zelensky cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi là Ukraine trở thành thành viên NATO đầy đủ. Ukraine có thể trở thành thành viên thứ 33 của NATO. Người dân Ukraine xứng đáng với điều này. Ukraine thử thành công tên lửa đạn đạo. Ukraine nỗ lực tăng cường năng lực sản xuất quân sự để đối phó Nga nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác và đồng minh phương Tây. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 2 của Ukraine vào ngày 1 tháng 10 rằng Kiev đã tăng sản lượng đạn dược trong nước theo cấp số nhân trong 2 năm qua và đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo của riêng mình. Ukraine đã tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế đầu tiên vào mùa thu năm 2023 và thu hút hơn 250 nhà thầu quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại Kiev, bao gồm gần 300 công ty từ hơn 30 quốc gia. Bài phát biểu của ông Zelensky nhấn mạnh đến thành công của Ukraine trong việc thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay, Ukraine đã sản xuất được lượng đạn pháo và đạn cối nhiều gấp 25 lần so với cả năm 2022 cộng lại, ông Zelensky cho biết. Theo nhà lãnh đạo, Ukraine hiện có tiềm lực sản xuất 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm và Kiev đã ký hợp đồng sản xuất 1,5 triệu chiếc với các nhà thầu. Nước này cũng đang sản xuất từ 15 đến 20 pháo tự hành Bogdana mỗi tháng. Ông Zelensky cũng thảo luận về việc phát triển vũ khí tầm xa, bao gồm UAV, Palialista và tên lửa đạn đạo nội địa. Tên lửa đạn đạo mới của chúng tôi đã vượt qua thành công các bài thử nghiệm bay, ông nói. Ông Zelensky lần đầu tiên đề cập rằng Ukraine đã thử tên lửa đạn đạo của riêng mình vào cuối tháng 8, mặc dù ông không chia sẻ thông tin chi tiết về dự án này. Vũ khí tầm xa sản xuất trong nước có tầm quan trọng then chốt đối với chiến lược phòng thủ của Ukraine, vì các đối tác phương Tây tới nay vẫn không cho phép họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa viện trợ. Mỹ và đồng minh nhiều lần bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga nếu kịch bản trên xảy ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết vào ngày 30 tháng 9 rằng Kiev có thể tấn công các mục tiêu ở sâu trong Nga bằng vũ khí do Ukraine sản xuất mà không cần sự cho phép của Washington. Trước đó, Ukraine đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự, bao gồm các sân bay và kho đạn dược sâu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái tầm xa. Ngoài ra, tự lực cánh sinh, vũ khí cũng giúp Ukraine chủ động hơn trên chiến trường, thay vì phải chờ đợi các nguồn cung nhỏ giọt từ đồng minh. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov thừa nhận, Kiev đang gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga. Chúng tôi giải quyết vấn đề vũ khí và thiết bị quân sự với các đồng nghiệp từ Mỹ, châu Âu, nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine, trung tâm điều phối nhà tài trợ quốc tế. Đây là các hợp đồng mua sắm và hậu cần. Chúng tôi phụ thuộc hơn 80% vào các đối tác. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov ngày 25 tháng 9 cho biết như vậy. Trước đó, thì ông Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác phương Tây vì không cung cấp tất cả những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm trễ bàn giao viện trợ khiến cho Ukraine tổn thất lớn.